anh Túng, trong cái ảnh hưởng của kháng sinh lên cái hệ vi sinh đường ruột. Thì phần tiếp theo chương trình thì tôi xin được phép trình bày về cái phục hồi hệ vi sinh đường ruột sau cái liệu pháp kháng sinh. Thì phần trình bày của tôi sẽ bao gồm đầu tiên là cái chúng ta biết là có những bệnh nhân chúng ta bắt buộc phải dùng kháng sinh. Tuy nhiên việc lạm dụng hiện nay vẫn có, và chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh khi thật sự cần thiết. Và một trong những cái tác dụng của kháng sinh, tác dụng phụ của kháng sinh đó là tiêu chảy liên quan kháng sinh, và thấy rằng những cái khi kết hợp với cái probiotic, tức là những men vi sinh, thì có thể ngăn ngừa được tỷ lệ này. Và trong đó cái Saccharomyces boulardii mà CNCME745 tôi xin được phép gọi tắt là Saccharomyces boulardii, nó làm giảm nguy cơ phát triển của cái C. diff, tức là Clostridium difficile, tôi xin được phép gọi tắt là C. diff, và cũng như là nó hiệu quả an toàn ở những bệnh nhân mà nhiễm cái C. diff tái phát. Đồng thời nó giúp phục hồi nhanh cái hệ vi sinh đường ruột sau khi dùng kháng sinh, cũng như là hạn chế sự lây lan của các vi sinh đường ruột. Thì ngày nay khi nói về đến vai trò của hệ vi sinh đường ruột, thì với những cái kỹ thuật ngày càng được tăng tiến như là cái những cái metagenomics, tức là PCR hoặc là giải trình tự gen, để đưa ra những cái phân tích, những cái xác lập những cái vi khuẩn đường ruột hay những cái gen kháng thuốc như mà phó sư tiến sĩ Túng có trình bày. Thì ở đây là một cái biểu đồ cho thấy là ở những nước mà có thu nhập càng cao thì tình trạng sử dụng kháng sinh ngày càng cao, và tình trạng sử dụng kháng sinh ở những nước mà thu nhập ở trung bình hay vẫn thấp càng ngày được gia tăng. Và một thực tế là theo COC của Hoa Kỳ thì thấy rằng là 28% ở những thuốc kháng sinh được kê toa mà không cần thiết. Khi sử dụng những cái thuốc kháng sinh không cần thiết thì việc mà nó gây ra những mất cân bằng, gây rối loạn cái hệ vi khuẩn đường ruột, mà một cái nói đến một nghiên cứu mà lúc nãy phó sư Túng có trình bày, đó là khi mà nghiên cứu đây là được xem như là một cái nền tảng được đăng ở tạp chí Nature Microbiology năm 2018. Ở trên những đối tượng cỡ 12 người khỏe mạnh mà lúc nãy chúng ta có được nghe qua, có sự thay đổi khi bệnh nhân sử dụng kháng sinh bằng vancomycin, gentamicin hay meropenem, và theo dõi từ ngày 1, ngày 0 cho đến ngày 4 và 6 tháng sau đó. Thì khi mà sử dụng kháng sinh thì chúng ta thấy sự thay đổi giữa cái độ phong phú, tức là số lượng kháng sinh sẽ giảm, và độ đa dạng của kháng sinh cũng giảm. Tuy nhiên sau đó bệnh nhân cái độ phong phú kháng sinh cũng như sự đa dạng của vi sinh đường ruột cũng thay đổi sau đó. Nhưng cái nghiên cứu này nó có một cái thú vị ở nữa là khi bệnh nhân, cái sự đa dạng của bệnh nhân được hồi phục, không có sự, tức là sự thay đổi nó không có sự không có ý nghĩa thống kê về cái tính đa dạng ở ngày đầu tiên cũng như là ngày 6 tháng theo điều trị. Có một thực tế ở đây cái nghiên cứu đưa ra là đối với độ phong phú của vi sinh đường ruột á, có sự thay đổi có ý nghĩa thống kê giữa ngày 0 và cái ngày 180. Điều này người ta có đưa ra một giả thuyết có thể là sau khi sử dụng kháng sinh thì cái một số chủng loại gần như là bị mất luôn, một loại tuyệt chủng luôn, và có một hoặc là một số loài gần như là giảm số lượng xuống. Thì khi người ta phân tích, khi mà giải trình tự gen của cái nhóm nghiên cứu này, người ta thấy là đúng thật sự như vậy, là có những trường hợp những cái chủng vi khuẩn như Clostridium là vẫn có thể tồn tại được, hay là và nó lại khi sử dụng kháng sinh thì sự gia tăng của những cái chủng vi khuẩn gọi là vi khuẩn gọi là cơ hội nó sẽ phát triển hơn, như là cái E. coli chẳng hạn, Klebsiella. Và trong cái đó một số chủng mà có thể lợi khuẩn nó sẽ mắc liền theo cái ngày thứ tư và mắc luôn hẳn luôn đến sau 180 ngày, như là những cái Bifidobacterium. Như vậy thì rõ ràng là khi sử dụng kháng sinh, một cái sự rối loạn hay sự mất cân bằng hay là dysbiosis nó có xảy ra. Như vậy do đó mà cái nhóm nghiên cứu của Genbert và cộng sự đã quay lại hết tất cả những y văn và đưa ra một cái lưu đồ mà nãy phó sư Túng có nói, là khi bệnh nhân được sử dụng kháng sinh nên được xem như là một cái kinh điển. Khi bắt đầu sử dụng kháng sinh thì bắt đầu có sự gia tăng những cái vi khuẩn mà có kháng thuốc và tồn tại sau đó, ngay cả khi bệnh nhân kết thúc sử dụng kháng sinh thì cái chủng vi khuẩn này nó vẫn có thể tồn tại. Và
Đây có một cái nghiên cứu mà lúc nãy tôi xin được phép nhắc lại một tí. Thì rõ ràng là khi bệnh nhân ở những nhóm bệnh nhân được sử dụng kháng sinh trên 12 người thì chúng ta thấy rằng là chia thành 3 nhóm: azithromycin, levofloxacin, cebotoxim, và kết hợp giữa azithromycin và cebotoxim thì có sự thay đổi giảm cái số lượng của vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí ở từ ngày âm thứ 14 và ngày thứ 6 sau khi kết thúc điều trị. Và có một thực tế nữa là cái độ gen kháng thuốc nó lại tăng, sau ngày thứ 5 sau khi điều trị kháng sinh, và điều đó gây ra những cái khó khăn, gây rối loạn cái hệ vi sinh đường ruột, và điều đó đưa ra những cái hệ quả là giảm, khi sử dụng kháng sinh sẽ làm giảm sự phong phú của tính đa dạng, tức là giảm số lượng của kháng sinh, giảm tính đa dạng của cái chủng vi sinh đường ruột, cũng như là giảm suy giảm cái vi khuẩn mà sản xuất cái axit béo. Đồng thời khi sử dụng kháng sinh thì cái hệ vi sinh đường ruột nó cũng làm tăng cái vận chuyển gen kháng thuốc của kháng sinh. Và đây là một cái nghiên cứu cũng đăng trên tạp chí của Nature Microbiology cho thấy là tiêu chảy, cái tác dụng ngắn hạn của kháng sinh đó là tiêu chảy liên quan đến kháng sinh, và tỷ lệ này liên quan 5-40%, và cũng giống như phó sư Tuấn có trình bày là nguy cơ cao ở những người trẻ em và người lớn. Và ta thấy là nếu sử dụng kháng sinh thì cái nguy cơ dẫn đến nhiễm cái C. diff nó càng cao, mặc dù tỷ lệ thấp, nhưng khi đã nhiễm C. diff thì cái nguy cơ tử vong làm trầm trọng, làm tăng thời gian nằm viện cũng như là nguy cơ tử vong sẽ càng cao. Đồng thời có là sự phát triển quá mức của các nấm Candida. Và cái này có nhiều nghiên cứu có trên đến bệnh nhân viêm âm đạo khi sử dụng kháng sinh, hoặc là những đáp ứng không đầy đủ của những cái vaccine hoặc là những liệu pháp miễn dịch. Như vậy thì việc sử dụng kháng sinh ở ngoại trú thì đây là một cái bản kháng sinh tại châu Âu đưa ra là khi những bệnh nhân điều trị những kháng sinh này thì cái tác dụng phụ mà tiêu chảy liên quan kháng sinh thì những nhóm kháng sinh nào sẽ gây ra là phổ biến nhất hay là rất phổ biến. Thì chúng ta lược qua thấy rằng là nếu ở mức độ mà rất phổ biến có nghĩa là trên 1/10, mức độ phổ biến là từ lớn hơn 1/10 nhưng mà nhỏ hơn là 1/100. Như vậy ở nhóm penicillin thì ta thấy nếu mà dùng amoxicillin liều 1 gram hay là nửa gram thì ở mức độ là phổ biến, nhưng khi mà amoxicillin cộng với acid clavulanate thì ta thấy rằng là mức độ nó là rất phổ biến ở trẻ em, ở người lớn và ở trẻ em. Ở nhóm cephalosporin thế hệ thứ 2 thì thường ở mức độ phổ biến. Ở cephalosporin thế hệ thứ 3 cũng vậy, nhưng nhóm với macrolid thì người ta thấy nếu dùng clarithromycin hay là azithromycin thì cái mức độ rất phổ biến về tác dụng phụ về tiêu chảy liên quan kháng sinh khá là cao. Như đây là một cái bản đồ để cho thấy một cái lưu đồ để cho thấy rằng là cái tỷ lệ mà một cái tác dụng ngắn hạn liên quan đến tiêu chảy liên quan kháng sinh. Và đối với những bệnh nhân mà nội trú, tức là đây là bệnh nhân mà chúng ta sử dụng ngoại trú, thì ở bệnh nhân nội trú thì như thế nào? Thì đây là một cái nghiên cứu tại Mỹ trên 4 cái bệnh viện và khoảng trên 2.500 bệnh nhân. Thì trong 2.500 bệnh nhân nội trú đó thì kết quả cho thấy rằng là khoảng gần hơn 700 bệnh nhân là có bị tiêu chảy liên quan đến kháng sinh, và nó trải dài từ cái khoa thần kinh từ 4.2% cho đến 18.8% ở khoa thận. Và như vậy thì việc sử dụng kháng sinh nó không phải ở trên những cái gọi là những cái giả thuyết dữ kiện nữa, mà đây là một gọi là thế giới thực, gọi là real, tức là thế giới thực ở bệnh nhân điều trị ngoại trú hay kiểm tra nội trú. Thì sau đó thì một cái nghiên cứu người ta làm sao để giảm cái tình trạng tiêu chảy liên quan đến kháng sinh, thì đây là một phân tích gộp mà người ta lưu ra soát lại hết những cái phân tích, những cái nghiên cứu mà từ cả năm trước, từ năm 1975 cho đến năm 2005. Và đây là phân cứu cho thấy rằng là khi mà bổ sung cái probiotic thì nó làm giảm cái tỷ lệ tiêu chảy liên quan đến kháng sinh đến 1/2 lần.
Và trong các men vi sinh đó người ta có thấy bốn cái, chính là Lactobacillus, Saccharomyces boulardii và Bifidobacterium, và một số nghiên cứu là những cái men vi sinh phối hợp. Như vậy thì trong những cái men và vi sinh được nghiên cứu từ năm 2015 cho đến 2006 thì kết quả đều cho thấy là giảm cái tỷ lệ tiêu chảy liên quan kháng sinh rồi một nửa. Thì một nghiên cứu mới gần đây người ta thấy rằng là liệu rằng vai trò của Saccharomyces boulardii nó có ngăn ngừa được cái chuyện là tiêu chảy liên quan kháng sinh hay không. Thì đây là một phân tích gộp mà nghiên cứu hơn gần như là 21 cái nghiên cứu mà ngẫu nhiên mù đôi có đối chứng để xem rằng là Saccharomyces boulardii có vai trò như thế nào trong việc phòng ngừa tiêu chảy liên quan kháng sinh ở người lớn cũng như là trẻ em. Thì kết quả 21 nghiên cứu cho thấy rằng là khoảng giảm, gần như là giảm 53%. Như quý thầy cô anh chị thấy là đối với nhóm mà không có sử dụng Saccharomyces boulardii thì tỷ lệ tiêu chảy nó tầm khoảng 18.7%, và khi sử dụng chung với Saccharomyces boulardii thì cái tỷ lệ giảm xuống 8.5%, và điều này nó có cái nghĩa thống kê. Nhưng thì khi phân tích dưới nhóm của cái nghiên cứu này thì đối với trẻ em thì như thế nào, thì ở khi 21 cái nghiên cứu này thì trong đó 6 nghiên cứu liên quan đến trẻ em thì kết quả cũng cho thấy rằng là Saccharomyces boulardii cũng làm giảm cái nguy cơ tiêu chảy, từ giảm từ 20.9% xuống còn 8% ở nhóm mà có sử dụng cái Saccharomyces boulardii. Đối với người lớn thì kết quả cũng cho tương tự như vậy, có một sự thay đổi, một sự giảm cái tiêu chảy liên quan kháng sinh có ý nghĩa thống kê, giảm từ 17.4% xuống còn 8.2%. Như vậy thì đây là một cái nghiên cứu mà người ta đánh giá được 15, ta dựa vào cái kết quả nghiên cứu của 15 cái nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên của một đôi có đối chứng thì cho được một kết quả như vậy. Như vậy việc sử dụng men vi sinh nó làm giảm được cái nguy cơ mà tiêu chảy, phòng ngừa được cái nguy cơ tiêu chảy liên quan kháng sinh. Và một cái khi mà gói lại những y văn thì một trong những cái vấn đề mà nhiễm Helicobacter pylori không chỉ ở Việt Nam mà châu Á, thì việc sử dụng kháng sinh ở những đối tượng này như thế nào, nó có những cái tác dụng phụ ra sao. Thì một cái nghiên cứu gần đây nhất là chia làm hai nhóm, giữa phối hợp phác đồ bốn thuốc có hoặc không có Saccharomyces boulardii. Thì một nghiên cứu được tiến hành được chia làm hai nhóm, là nhóm phác đồ bốn thuốc 14 ngày và phác đồ nhóm B là phác đồ bốn thuốc cộng với Saccharomyces boulardii 500mg 2 lần 14 ngày. Và người ta theo dõi từ 10-30 ngày trước khi bắt đầu điều trị theo phác đồ, và người ta theo dõi đánh giá những cái tác dụng phụ. Và cái mục tiêu chính của cái nghiên cứu này là xem rằng có giảm được cái thời gian tiêu chảy của bệnh nhân hay không, thời gian tiêu chảy bệnh nhân, và có giảm được tỷ lệ mắc tiêu chảy khi sử dụng cái phác đồ Helicobacter tiệt trừ HB hay không. Thì kết quả cho thấy là cái mục tiêu chính là thời gian tiêu chảy. Thì trong cái nhóm mà sử dụng có phác đồ 4 thuốc mà có Saccharomyces boulardii thì thời gian tiêu chảy có 5 ngày so với 7.7 ngày đối với nhóm chứng. Đối với tiêu chảy, nhóm tỷ lệ mà tiêu chảy mắc phải thì nó cũng làm giảm luôn. Những nhóm mà mắc tiêu chảy thì nó cũng làm giảm tỷ lệ từ 11.2 so với cái nhóm chứng là 21.2%. Như vậy đối với trường hợp mà khi cái triệu chứng bệnh nhân có tiêu chảy mà nặng thì cái kết quả cũng đưa ra rằng là ở nhóm mà sử dụng có men, phối hợp với men thì tỷ lệ là 4.7% so với 10.1%. Khi nghiên cứu với những cái mà những cái tác dụng khác hoặc cái có làm thay đổi được cái khả năng tiệt trừ HB không, thì kết quả cũng đưa ra là không có sự khác biệt về tỷ lệ cái tiệt trừ HB thành công, cũng không có sự khác biệt giữa những cái nhóm mà có cái tác dụng phụ như là nôn, táo bón hay dị ứng. Nhưng mà khi mà phân tích chung những cái tác dụng phụ thì rõ ràng
là cái nhóm mà kết hợp với Saccharomyces thì rõ ràng là giảm tỷ lệ các tác dụng phụ, cũng như giảm cái tỷ lệ mắc tiêu chảy so với nhóm trứng. Và một trong những cái mà khi chúng ta lo lắng cái khi mà bệnh nhân sử dụng kháng sinh, đó là nhiễm cái C. diff, thì một cái phân tích gộp cho thấy rằng là khi mà bệnh nhân sử dụng Saccharomyces boulardii thì cái tỷ lệ mà làm giảm cái tình trạng tiêu chảy ở những phòng ngừa ở những bệnh nhân mà nhiễm C. diff nó cải thiện so với nhóm trứng. Và đây là một cái nghiên cứu trên hai nhóm bệnh nhân. Đối với những bệnh nhân mà đã từng nhiễm C. diff tái phát, đã nhiễm lần đầu rồi và hết, thì liệu rằng có tái phát lại hay không? Thì kết quả cho thấy rằng là ở những người mà lần đầu tiên bị nhiễm C. diff thì không có sự ý nghĩa thống kê, nhưng Saccharomyces boulardii có cái sự thay đổi khi mà sử dụng cùng chung với kháng sinh phối hợp với Saccharomyces thì boulardii, thì cái kết quả cho thấy rằng là cải thiện được cái tình trạng tái nhiễm của cái C. diff. Và đây là cái vai trò của một cái phân tích gộp cũng khá là kinh điển, cho thấy rằng là liệu rằng tại vì vai trò bây giờ những cái bệnh nhân mà tử vong do cái nhiễm trùng C. diff khá là cao. Và người ta đưa ra phân tích gộp để xem là cái vai trò của probiotic ở những bệnh nhân, ở những cái bệnh nhân này như thế nào, thì ta thấy rằng là khi sử dụng những cái men vi sinh thì nó làm cải thiện được cái tình trạng nhiễm C. diff tái phát ở bệnh nhân. Và từ đó thì cái một tại Hoa Kỳ thì người ta có đưa ra là đặt một câu hỏi đặt ra là liệu rằng chúng ta có sử dụng kháng sinh đồng thời, sử dụng men vi sinh đồng thời với chúng ta sử dụng kháng sinh hay không? Thì đây người ta đưa ra là có khá nhiều bằng chứng, ta đã liệu rằng khi chúng ta sử dụng kháng sinh, chúng ta cân nhắc kê toa mà có kháng sinh, thì chúng ta có sử dụng chung với liều kháng sinh để giảm cái tình trạng tiêu chảy liên quan đến kháng sinh hay không? Thì cái nhóm nghiên cứu tại Hoa Kỳ đưa ra đây là một khuyến cáo mạnh để có thể sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên á, chỉ lưu ý ở nhóm nghiên cứu này đưa ra một điều là đối tùy vào những đối tượng, những đối tượng mà suy giảm miễn dịch mắc phải, hoặc là những bệnh, những có bệnh nền mà phải nằm ICU, thì ta sợ một cái là nguy cơ nhiễm nấm huyết. Và đối với những đối tượng cụ thể thì khuyến cáo người ta đưa ra là có thể dùng song song. Và ngay cả mà bài báo cáo này cũng đưa ra rằng nếu có thể sử dụng sau khi ngưng kháng sinh và sử dụng tiếp 5 ngày vẫn có thể làm cải thiện, phục hồi được cái hệ vi sinh đường ruột. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra là liệu rằng như vậy thì sẽ làm tăng chi phí điều trị của bệnh nhân hay không? Mặc dù là giảm được những tác dụng phụ, giảm được cái tỷ lệ cái gen kháng thuốc mà tôi xin được phép trình bày ở phần sau, nhưng việc chúng ta thêm một loại thuốc thì tăng chi phí như thế nào? Thì một cái nghiên cứu phân tích gộp này cho thấy là cho những đối tượng mà bệnh nhân mà tiêu chảy liên quan đến kháng sinh mà có nguy cơ phải nhập viện, thì người ta khuyến cáo có thể là chúng ta có thể dùng be, tức là đồng thời dùng men vi sinh với nhau. Thì những đối tượng như thế nào? Đối tượng lớn tuổi, nam, sử dụng BBI lâu dài hoặc là dùng tĩnh mạch đường uống, thì nguy cơ mà bệnh nhân phải nhập viện do tiêu chảy liên quan kháng sinh, thì trên những đối tượng này có thể xem xét sử dụng cái kháng sinh chung với cái men vi sinh probiotic. Quay lại một cái câu hỏi được của nhóm nghiên cứu đặt ra ở cái nghiên cứu gốc, khi mình ta đưa ra cơ chế là sự thay đổi cái kiểu gen kháng thuốc, thì người ta đưa ra liệu rằng chúng ta vào men vi sinh, đưa vào men vi sinh vào ở thời điểm mà chúng ta sử dụng kháng sinh, nó có làm cải thiện được cái tình trạng, thay đổi được cái tình trạng gọi là gen kháng thuốc ở trong ở cơ thể người hay không? Thì kết quả một số nghiên cứu cho thấy rằng là có thể này, có khả năng thay đổi được cái tình trạng gen kháng thuốc, nhưng liệu rằng những cái men vi sinh nào có thể tồn tại được trong cơ thể
khi chúng ta sử dụng đồng thời với kháng sinh. Thì đây là một cái nghiên cứu để cho thấy rằng là trong các nhóm men vi sinh thì từ sử dụng đồng thời các penicillin, cephalosporin hoặc macrolide hoặc là nhóm quinolone thì có Saccharomyces boulardii CNCMI745 thì có thể là mang ít tính nhạy cảm với kháng sinh hơn và bền vững hơn khi chúng ta sử dụng đồng thời các kháng sinh trong điều trị những bệnh lý nhiễm trùng. Và vì vậy mà để phòng ngừa cái rối loạn về vi sinh vật, vi sinh đường ruột do kháng sinh thì chúng ta phải ngăn ngừa sự phát triển quá mức của cái vi sinh đường ruột, làm giảm thiểu cái sự lây lan của các gen kháng thuốc và tăng cái nhanh phục hồi của cái hệ vi sinh đường ruột như thế nào. Thì đây là một cái nghiên cứu ở trên 60 bệnh nhân ở nữ mà bệnh nhân điều trị viêm đạo do vi khuẩn bằng ciprofloxacin cộng với metronidazole. Chúng ta chia làm 3 nhóm. Mỗi nhóm là chúng ta chỉ sử dụng kháng sinh không. Một nhóm là chúng ta dùng chung với Saccharomyces boulardii và một nhóm là chúng ta tiếp tục dùng Saccharomyces boulardii sau khi kết thúc cái liệu trình điều trị. Thì kết quả cho thấy là ở cái nhóm mà chúng ta sử dụng sau ngay cả khi kết thúc sử dụng kháng sinh thì nó làm ngăn chặn sự phát triển quá mức của những cái vi khuẩn cơ hội. Và những cái vi khuẩn cơ hội này nó sẽ làm cho, sẽ tạo ra những cái gen kháng thuốc. Và cũng khi xem, khi sử dụng, khi mà đánh giá cái phục hồi, cái liệu rằng khi sử dụng cái Saccharomyces boulardii có làm phục hồi được cái vi khuẩn chiếm ưu thế hay không, thì kết quả cũng cho ra rằng là khi kết hợp với men này thì có làm phục hồi được cái những vi khuẩn chiếm ưu thế cho bệnh nhân. Và một cái nghiên cứu cũng khá là nổi tiếng ở đây là nhóm bệnh nhân này được chia thành 4 nhóm và người ta xem đánh giá được sự theo dõi được cái sự thay đổi của gen kháng thuốc hay không. Thì đây sẽ chia thành 4 cái. Thì quý thầy cô anh chị có thấy là đây là một cái core microbiome, tức là cái gen chính, những cái gen mà của nhóm 4 nhóm. 4 nhóm được chia ra như thế nào ạ? Một cái là dùng amoxicillin cộng clarithromycin. Amoxicillin cộng clavulanic acid. Và một nhóm là sử dụng men bình thường Saccharomyces boulardii. Một nhóm là sử dụng amoxicillin acid clavulanic cộng với Saccharomyces boulardii. Thì chúng ta thấy là cái hình mà chúng ta cần quan tâm là cái hình kim cương màu xanh dương. Thì ở 4 nhóm đối tượng này thì rõ ràng là đánh giá ở thời điểm ban đầu trước khi điều trị nhóm trứng, nhóm sử dụng men vi sinh, nhóm sử dụng kháng sinh cộng với men vi sinh và chỉ nhóm kháng sinh đơn thuần thì cái hệ gen và kháng thuốc nó hầu như nó tập trung ở đó. Nhưng khi sử dụng kháng sinh thì chúng ta thấy khi sử dụng kháng sinh tại cái lúc màu đỏ đấy, nhóm màu đỏ đây thì bắt đầu sự dịch chuyển, sự gen kháng thuốc bắt đầu xuất hiện và xuất hiện những cái chủng gọi là vi khuẩn cơ hội tăng dần. Thì ngay cả sau khi điều trị và trong quá trình điều trị thì bắt đầu trong quá trình điều trị thì rõ ràng là cái này xuống, tỷ lệ giảm, bệnh nhân xuống, nhưng khi kết thúc điều trị thì lên lại, nhưng cái chủng về kháng thuốc nó vẫn còn nằm ở trong cái vùng 1/4 của bên trái của quý vị. So với những cái nhóm mà sử dụng kháng sinh cộng với Saccharomyces boulardii thì ngay cả trước, trong quá trình điều trị và sau khi điều trị thì sự thay đổi nó cũng không đáng kể. Và một cái bằng chứng, một cái nghiên cứu cũng liên quan đến HB mà người ta sẽ nói nhiều về cái đưa ra một bằng chứng là chống lại tính đề kháng của kháng sinh có hay không. Thì đây là một cái nghiên cứu mà đăng cũng khá là mới vào năm ngoái. Khi mà sử dụng cái Saccharomyces boulardii trong cái phác đồ tiệt trừ Helicobacter pylori, thì cái nghiên cứu này đầu tiên là người ta sẽ sử dụng phác đồ 3 thuốc, 2 nhóm. Một cái nhóm có sử dụng phác đồ 3 thuốc cộng với men Saccharomyces boulardii và nhóm không sử dụng, nhóm trứng. Thì kết quả chúng ta cho thấy rằng là
cái chúng ta thấy là cái độ phân bố giữa cái gen kháng thuốc theo từng nhóm kháng sinh cũng sự thay đổi. Ở đây chúng ta thấy phần lớn ở đây là beta lactam, và cũng như là theo cái cơ chế bắt hoạt cái enzyme vân vân. Thì kết quả chúng ta thấy rằng là ở tuần thứ đầu tiên và tuần thứ bảy nó không có sự thay đổi giữa cái chủng cái gen kháng thuốc. Nhưng quý thầy cô anh chị các bạn thấy là ở tuần thứ ba đối với nhóm trứng và cái nhóm mà có sử dụng men Saccharomyces boulardii chung với nhau thì sự thay đổi giữa gen kháng thuốc nó có ý nghĩa. Như vậy thì kết quả cho thấy là ở những nhóm bệnh nhân người ta đưa ra là những cái nhóm bệnh nhân mà điều trị với chung với men vi sinh thì làm giảm cái tình trạng đề kháng kháng sinh của bệnh nhân. Như vậy thì từ những cái bằng chứng ở dưới thực thực, tức là trên những đối tượng bệnh nhân, trên những người khỏe mạnh, trên từng bệnh nhân thì đưa ra những khuyến cáo như thế nào? Ở đối với những khuyến cáo ở thế giới như là Hội Nhi khoa Dinh dưỡng của châu Âu thì người ta đưa ra rằng là nên cân nhắc sử dụng men vi sinh để ngăn ngừa cái tiêu chảy liên quan đến kháng sinh. Và các loại mà men vi sinh khuyên dùng ở đây là Saccharomyces boulardii là khuyến cáo mạnh, mức độ bằng chứng là trung bình. Lactobacillus thì có khuyến cáo mạnh, mức độ bằng chứng trung bình. Ở đây đối với tổ chức của tổ chức tiêu hóa thế giới cũng đưa ra cái khuyến cáo là trong phòng ngừa tiêu chảy do kháng sinh thì người ta có khuyến cáo hai loại kháng sinh được sử dụng để phòng ngừa tiêu chảy. Ở đối với khu vực thì ở khu vực có hai khu vực là khu vực châu Mỹ Latin và châu Á Thái Bình Dương thì chúng ta cũng đưa ra phòng ngừa tiêu chảy do kháng sinh. Ở đây là đối với trẻ em thì mức độ là red 1B khi chúng ta sử dụng Saccharomyces boulardii, hay ở châu Á Thái Bình Dương thì chúng ta cũng xem xét có thể đề phòng phòng ngừa khi chúng ta sử dụng kháng sinh để phòng ngừa cái tiêu chảy liên quan kháng sinh. Ở Việt Nam thì như thế nào ạ? Ở Việt Nam thì năm 2019 thì có đồng thuận khuyến cáo về chẩn đoán về tiêu chảy cấp ở trẻ em do Hội Nhi khoa Việt Nam thì khuyến cáo 17 cũng đưa ra là Saccharomyces boulardii CNCM-745 có thể sử dụng dự phòng tiêu chảy liên quan đến kháng sinh, nhiễm C. diff tiên phát ở trẻ em ở trong cái giai đoạn sử dụng kháng sinh và khi bị tiêu chảy do kháng sinh. Đối với người lớn thì ở quốc tế và khu vực thì ở quốc tế thì cũng đưa ra phòng ngừa tiêu chảy do kháng sinh ở người lớn cũng sử dụng hai men này với bằng chứng là level 1. Việc sử dụng cái men vi sinh với kháng sinh cũng làm giảm cái tần suất tiêu chảy liên quan kháng sinh cũng mức độ có thể chấp nhận ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và gần đây là cái Matrix 6 cũng đưa ra là một số cái probiotic, trong đó cái Saccharomyces boulardii nó cũng được chứng minh là nó làm hiệu quả, làm cái giảm những cái tác dụng phụ, làm giảm những tác dụng phụ liên quan đến điều trị HB. Và đây là một cái nghiên cứu mới, một cái đồng thuận mới, Matrix 6 2022. Tôi xin được phép kết luận của bài trình bày của tôi hôm nay là việc vai trò của men vi sinh nó làm giảm cái tỷ lệ tiêu chảy liên quan kháng sinh và cũng như làm giảm cái nguy cơ nhiễm C. diff tái phát triển quá mức. Trong đó, trong cái men vi sinh thì Saccharomyces boulardii là một cái liệu pháp hợp lý và hiệu quả cho những bệnh tiêu chảy mà liên quan đến C. diff, cũng như là tăng nhanh phục hồi vi sinh vật đường ruột sau khi dùng kháng sinh, và cũng như là hạn chế sự lây lan của các gen kháng thuốc. Vì vậy mà khi mà ở chúng tôi tham dự một số hội nghị thì ta đưa ra một cái khuyến cáo, một cái đồng thuận có thể chúng ta cùng cân nhắc khi mà sử dụng kháng sinh là chúng ta cần cân nhắc sự rủi ro và lợi ích mỗi khi chúng ta kê một cái đơn kháng sinh. Chúng ta biết kháng sinh, quý thầy cô, kháng sinh là một cứu cánh trong cái bệnh lý nhiễm trùng. Tuy nhiên chúng ta phải cân nhắc đồng thời sử dụng cái men vi sinh để làm giảm thiểu những cái
mất cân bằng giữa hệ vi sinh đường ruột. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, anh chị, quý đồng nghiệp.